Mọi người ạ, đây nó đã về rồi này anh em này. Thì bây giờ mình sẽ gọi chim cô gái đây xuống nó ăn nhá. Xuống. Mình xin chào tất cả mọi người cùng đam mê. Đây là chú chim cu gái non của vụ năm nay của mình. Mình lấy thử một con mình nuôi thôi anh em nhé. Hôm nay mình sẽ đổi món một chút, chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái cách cho chim cu gái ấy, non của mình nó ăn. Mình nghĩ là nó ăn trong vòng có 30 giây là xong thôi anh em ạ. Mình nghĩ là một cu gái non là một trong những loài chim non cho ăn nhàn nhất anh em ạ. Đấy nó ra anh em. Đấy nó bay. Đấy nó bay này nè. Thích nó bay thích không? Tí nữa mình sẽ gọi nó xuống để mình cho ăn cho anh em xem nhé. Cái tốc độ của nó ăn thì cực kỳ là ấy, nó thấy bay nhanh không anh em? Bay tí lên trên kia rồi kìa. Đấy bay đi luôn đấy. Đấy nó bay sang bên kia kìa anh em kìa. Tí nữa mình sẽ gọi về mình cho nó ăn để mọi người xem cái cách cho cô gái ăn của mình nhá. Cực kỳ đơn giản luôn anh em nhá. Anh em ạ, thì chim cú gáy non đấy là nó ăn, nó không há mồm như những cái loại chim non khác, ví dụ như chòe than hoặc trào mào hoặc là những cái chim con khác thì nó sẽ mình nó đói thì nó sẽ há mồm, nhưng mà cú gáy ấy thì nó rất là khó gọi để nó há mồm bón theo kiểu thông thường như các loại chim khác. Chim cú gáy ấy thì nó ăn theo kiểu rúc, và anh em ạ, nó rúc vào miệng. Sau đó thì con chim bố mẹ nó sẽ chớ cái thức ăn đấy ra thì con chim con nó ăn. Chính vì vậy là mình có cái một cái thủ thuật là mình làm một cái nhỏ như thế này. Tức là mình cắt một cái túi bóng này anh em ạ. Đấy, thì những các bác nào đi trước thì biết được hơn thì có thể chia sẻ lên nhé mọi người nhé. Còn đây thì mình làm hay làm cách này. Đấy, mình cắt đến một cái này hoặc là một cái túi bóng nào đó anh em ạ. Để làm một cái góc này để mình để cám vào đây. Đấy, sau đó mình tạo một cái lỗ nhỏ ở đây. Lỗ nhỏ chỗ này này anh em này, để đoạn sau này nó sẽ rúc vào nó ăn anh em ạ. Đấy thì tí nữa mọi người xem mình cho nó ăn nhé, rất là nhàn luôn. Đấy, lỗ bé thôi, lỗ bé bé vừa cái miệng thôi anh em ạ. Đây đấy, như này là được rồi này anh em này. Đấy, đây là cái bước chuẩn bị này, đơn giản thôi anh em, chỉ cần một cái túi bóng thôi. Sau đó là cám thì mình dùng cám gà con anh em nhé. Cám gà con trộn với một ít Becamlex, thuốc dành cho gia cầm, và một, nếu mà anh em nó có điều kiện thì cho một chút lòng đỏ trứng gà cũng được. Vì tất cả các loại chim non nó cần một lượng đạm khá là cao để nó phát triển. Chính vì vậy thì anh em nào mà có điều kiện thì cứ chăm mồi tươi hoặc các thứ thì chim non nó sẽ phát triển rất là tốt anh em nhé. Bây giờ thì mình hòa cám, sau đó thì anh em xem nó ăn nhé. Trong vòng 30 giây là nó ăn xong một bữa thôi anh em ạ. Rất là nhàn luôn. Mà mình ngày mình chỉ cho ăn cu gáy này 2-3 bữa thôi anh em ạ. Không vất như những cái loại chim khác. Còn đây là cái cách mình hòa cám này anh em này. Mọi người cho một chút cám vào đây. Đấy, cám con gà con, nuôi gà con anh em nhé. Đó, đây, còn cái thuốc bổ mình hay dùng trong chăn nuôi thì mình cho một chút xíu vào cũng được, không sao cả anh em ạ. Mình cứ hay nuôi một cách này thì thấy nó khá là hiệu quả. Đấy, còn nó chả biết nó tác dụng như nào thì cái này thì mình cũng không phải kỹ sư cho nên là mình cũng không rõ. Chả qua mình làm thì thấy nó hiệu quả thì mình chia sẻ lên một chút xíu thôi anh em ạ. Còn các bác nào mà cứ biết được kinh nghiệm hơn thì có thể góp ý cho anh em cùng chơi cùng xem anh em nhé. Đây mình cho chút xíu này, một ít thôi anh em ạ. Cái cu gáy thì nó không cần nhiều, chút xíu thôi. Đó, sau đó thì mình cho một tí nước vào, nó ngấm lên là cho ăn ngay anh em ạ. Đấy, đấy, hòa nước một chút là đây. Thế là xong. Đợi nó mềm ra cái là xong anh em ạ. Rồi, đây, mọi người nhé. Đấy, anh em đợi mình nhé, để mình gọi nó xuống nhé. Đấy, thế là một hỗn hợp trong này để mình khoáng đều lên. Tí nữa mình khoáng đều lên, trước khi cho ăn là mình khoáng đều lên. Anh em ạ, mọi người đợi mình nhé. Anh em ạ, thì trong quá trình mình vừa đợi con cu gái về, mình vừa thấy một cặp chim trào mào nó cắp mồi, nó bay vào cái cây xanh ở góc kia của mình ạ. Tí nữa mình cho nó ăn xong thì anh em theo mình ra kiểm tra xem nó đã lở hay con nó đã lớn chưa, hay là nó đã lở thành công hay chưa anh em nhé. Nhưng mình nghĩ thấy nó cắp mồi là tức là nó lở thành công rồi anh mọi người ạ. Mọi người ạ, đây nó đã về rồi này anh em này. Thì bây giờ mình sẽ gọi chim cu gái đây xuống nó ăn nhé.
xuống. Đây. Đây anh em này, xem nó rúc này. Đây, mọi người nhìn này. Trong vòng có đấy. Đấy, anh em thấy nó ăn này. Đấy, chỉ có 30 giây là xong rồi. Nó giúp ăn à, hiểu chưa? Ngò đấy, đấy sau ăn xong là mình phải ấy luôn nha anh em nhé, nuôi gì đấy. Đây mọi người ạ, đây này, nó ăn xong thì trong vòng rất là nhanh đấy anh em, thời gian rất là ngắn đấy, thì bây giờ nó có một chút cám đây dính này, thì anh em khẽ nựa dội nó đi anh em nhé, rửa nó đi cho nó sạch, đừng để nó vết vào đấy. Đấy, thế là xong. Đây xong rồi, bây giờ anh em theo mình để ra xem cái tổ chim chào mào nó đã nở thành công hay chưa nhá. Đấy, đi chơi thế thôi. Rồi anh em theo mình ra đó. Con công lần trước mình mua lúc đi bẫy chằm chào mào thì thấy này nó đẻ rồi anh em ạ. Bắt đầu đẻ rồi, nhưng mà không mua được con trống cho nên là. Đây. Đấy có quả trứng đây, không biết có phải không. Nóng. Đây trứng đây. Ây 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 ây. Ui giời. Ui mày trứng to đấy. Đây anh em ơi, trứng. Trứng rồi, trứng chắc trứng so cho nên nó đẻ lòng đôi hay sao anh em ạ. Trứng của con công rồi này. Đây. Lần đầu tiên được nhìn thấy trứng công này, nó không khác gì nhiều so với trứng gà, chả to hơn đâu. Đây còn là trứng lòng đôi hay sao ấy. Hôm sau mình sẽ kiếm một con trống để nuôi cùng với con này anh em nhé. Mình đã nhờ anh em tìm hộ rồi. Lúc nãy đấy, trong quá trình mình cho con cu gái tập ăn đấy thì mình phát hiện ra một cặp chim chào mào nó cắp mồi vào cái hướng này này anh em này, vào cái cây xanh này. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người theo mình lên để kiểm tra xem nó đã lở con, nó đã lớn chưa anh em nhá. Đây, nó ở cái cây này luôn. Thì anh em đợi mình để mình trèo lên. Đây này, còn đây này mọi người này. Đây là cái cống sâu để mình cho những cái cặp chim chích chòe than ở quanh khu vực nhà mình nó đến ăn này. Mình sáng nay là đây là lần thứ cái cống này là cống thứ ba rồi, à cống thứ hai. Đấy thì tí nữa là mình đi là nó ăn hết luôn đấy anh em ạ. Để mình để như này thì mình sẽ biết được là nó đã lở con, nó đã lớn chưa anh em nhá. Nếu mà nó cắp nhiều mồi tức là nó đã lớn rồi. Kìa bông lau kìa anh em kìa. Thì bây giờ mọi người theo mình nhá. Đây. Anh em đợi mình tí để mình trèo lên. Ôi. Anh em à, lên đến nơi rồi. Nhìn thì đơn giản mà trèo lên. Cây này cũng hầm hố ghê mà anh em ạ. Như rắn đấy. Đây, ở dưới thì nhìn cũng bình thường mà lên đây thì rất là rậm rạp luôn anh em ạ. Đây, lúc mình đi hình như là nó bay vào hướng đây, nó chỗ này này. Ở trên đầu mình đây này. Đây, chắc cây bên này. Đây anh em ạ. Đây à. Đây rồi. Ui giời. Mẹ trên này nhìn cái cây xanh nó mọc dễ tùm lên anh em ạ. Lên. Đây rồi. Ui giời. Đây. Anh em ơi, hình như tổ nó đây rồi. Đây rồi nhưng mà không với tới được. Đây anh em ơi, tổ của nó kìa. Thì mọi người phải đợi mình để mình nối cái gậy lên thì mới được anh em ạ. Ui đứng trên này mát lắm. Anh em thấy ở khu nhà mình vẫn còn đồng ruộng đẹp không. Đây. Đấy. Thì mọi người đợi mình tí nhá. Mình sẽ lối máy lên, buộc cái máy quay lên xem nó đã lở thành công hay chưa. À, anh em đợi mình. Đây này anh em này. Chả biết nở. Đây.
Sau khi mình đẩy máy quay lên và hạ máy xuống mình kiểm tra thì cái tổ chim chào mào này của mình nó đã lở thành công được 3 chú chim con rồi anh em ạ. Nhưng mà cái tổ chim này thì mình nghĩ nó mới lở được 2 ngày thôi, 2 hoặc 3 ngày thôi. Vẫn còn rất non. Anh em nhìn mình treo ngay tổ chim lồng chim của mình kìa. Đấy là nào. Ôi, có lẽ là mình đứng ở trên này rất là mát luôn anh em ạ. Đây, mình đứng đây một lần nữa cho anh em coi nhá. Anh em ơi, đứng ở đây thì rất là mát luôn này. Phóng vút ra đằng kia là cánh đồng luôn. Thôi, có lẽ là mình buổi hôm nay mình xin tạm dừng clip ở đây. Và hẹn mọi người ở những clip về chim cảnh của mình tiếp theo anh em nhá. Rồi, mình xuống đây.